Bản mặt Thái lại xuất hiện nữa rồi. Chúc cho anh em ngày thứ tư lúc nào cũng bình an, bình yên và năng lượng trong cuộc sống nha. Chứ mặt Thái đây là một cái hồ cá công nghệ 1m33, 6868. Với những thành viên cá trong này thì Thái nuôi gần 1 năm rồi. Tại vì lúc trước là Thái nuôi nó nhỏ xíu thôi. Bây giờ là sau 1 năm nó con nào con nấy bự như con voi anh em. Hôm nay Thái muốn xây nhà mới cho một con cá huyết và hai con cá két trong cái hồ này. Đó, để cho nó có vị trí rộng rãi hơn, để cho nó bơi ok hơn. Đó, và cái hồ Thái chuẩn bị setup ngôi nhà đó là như thế nào Thái sẽ bắt đầu. Ok, xin giới thiệu ha. Đây là một cái hồ cá có ốp gỗ này, kích thước thì 90 cm. Thì kính thì 10 ly nè. Rồi chiều cao lên thì khoảng 60, chiều rộng khoảng 60, có đầy đủ hết tất cả các phụ kiện. Đây là một cái hồ cá của anh Hồ Cá Thọ Phát tặng cho Thái. Vì cái hồ này là của khách thôi, người chơi nâng cấp hồ mới lên về hồ công nghệ đó thì không xài cái hồ này nữa, nên anh Thọ tặng cho Thái, thay về Thái làm video setup để cho những thành viên Thái nó được rộng rãi hơn qua một ngôi nhà mới. Ok, đây là có cái khúc gỗ lũa này Thái lượm trên suối nha, Thái xin giới thiệu. Đây có những cái di nát này là trong hộp lọc cũ luôn á, của chủ cũ nha. Rồi có sứ này, có nhâm thạch này, đó. Ở đây là cát suối nha, sỏi suối nha anh em. Thì Thái lấy rổ thấy sàn nên mấy cái nhuyễn nó rớt ra nè. Còn đây là mấy cái bự nè, nói chung là sàn suối nè, Thái cũng đi lượm trên suối thôi. Hôm nay là setup nhanh, tốc độ, gọn lẹ nha mọi người. Để sang xây nhà cho bé Huyết. Ok nha, theo dõi cuộc hành trình setup của Thái là như thế nào. Đơn giản, gọn lẹ nha. Rồi, ok. Đầu tiên thì Thái sẽ bỏ những cái tấm, những cái miếng anh em, những cái miếng Vinat này, Thái sẽ bỏ vô hộp lọc ngăn đầu tiên. Rồi. Tiếp theo thì Thái sẽ đổ những cái sứ lọc rồi đá nhâm thạch này vào cái ngăn thứ hai. Có gì thì mình bỏ đó thôi anh em. Rồi, đây là những cái cũng như là đá này, đá nhâm thạch rồi đá này nọ này kia các kiểu mà bên cái hộp lọc cũ của chỗ cũ á, Thái rửa lại, Thái tái sử dụng luôn. Zinat này, sứ lọc rồi đá nhâm thạch này nọ này kia các kiểu ha. Phần dưới này là cái hồ. Rồi, Thái sẽ bắt đầu setup những cái sỏi nền cho cái hồ luôn. Sỏi bự á thì Thái đổ bên phía bên tay trái màn hình của Thái nha. Đó, bên góc bên tay trái này. Rồi, sỏi nhỏ thì Thái đổ bên phía bên tay phải. Thái đổ vậy Thái có mục đích anh em. Tại vì giống như là bên đây sỏi bự thì mình để cái cây lũa hoặc đá lớn. Đó, bên đây kia thì sỏi nhỏ hơn, giống như là nó xuống một cái dòng sông đi. Mình nói chung là đại khái như thế anh em, làm vui thôi. Thích setup hồ lắm anh em. Rồi, mình sẽ bỏ cục đá này vô ha. Cục đá tròn, cũng lụm trên suối luôn. Cục tiếp theo thì là cũng một cái cục đá rất là chiêu, rất là đã. Cục đá tròn nha. Lụm luôn anh em, lụm trên suối luôn anh em. Bỏ cốp xe á, hái đi chiếc xe máy AB có cốp xe, cái mình bỏ vô cục đá đó mình đi về. Lâu lâu một cục, đi chỗ này chỗ kia chơi cái một cục, cái mình lấy mình bỏ vô mình setup. Rồi, đây là khúc lũa nha. Lũa này cũng chả biết là cái lũa gì luôn. Thấy nó trôi dạt trên dòng suối á, ở khúc Đồng Nai anh em, lấy ha, đem về ngâm bữa giờ rồi. Nó đen thui nè anh em, ngâm cho nó ra ba cái chất á, để tránh là khi mà mình bỏ vô đây cái nó ra nước đen thui cái hồ luôn, đúng không anh em? Đơn giản nha. Rồi lớp sỏi nhỏ, sỏi lớn, rồi có mấy vài cục đá, rồi thêm cây lũa. Rồi Thái sẽ gắn máy lọc nha. Máy này cũng là máy cũ luôn nha anh em, cái máy trong cái hồ cũ luôn đó. Thái chỉ ráp lại rồi thêm lót nền, rồi thêm này nọ này kia cho nó ok, đơn giản, nhanh gọn ha. Anh em nào mà muốn set up hồ nuôi huyết nhanh gọn thì như Thái thì cũng được rồi. Tại con huyết nó sống một cái pH thấp hơn con bói anh em. Và con huyết á, mình bỏ những cái lũa này vô và đá vô nó trúng á, thì nó không có như huyết. Nó không có như bói anh em. Bói thì sợ nó ma sát đồ này nọ này kia nó hư không. Còn con huyết á, thì nó có thể là hồi phục lại và cái màu nó liền lại. Nó không như con bói, nó khá là lâu khi mà nó tróc vẩy cái là mệt luôn á. Rồi Thái thêm nước vô nha mọi người. Đấy. Khi nào mà mình nuôi ra con huyết trong đây nó to quá rồi đó, thì mình có thể là mình lấy ra, mình lấy cái hồ này mình set up mình nuôi cái cá lóc cũng được đó. Lót nền một đá lũa như thế này thì nuôi cá lóc cũng trên giá tuyệt vời. Nước á, thì anh em xem này, Thái hút ha, bên cái hồ công nghệ luôn.
đó, dùng cái ống để hút qua, tại vì mình làm như vậy thì mình đỡ có phải ngâm nước một thời gian, phải chạy nước để cho nó bay cờ lo ha. Mình lấy nước cũ bên hồ công nghệ mình bỏ qua luôn, rồi trong chút xíu hồi mình vừa bỏ qua xong cái mình bắt cá bên hồ này mình bỏ qua luôn để xây cho nó một ngôi nhà mới tốc độ ánh sáng bàn thờ luôn anh em nhá. Ok ha. Rồi đây là cái đèn ha, cái đèn Merin ha, đèn cũ thôi đấy. Mình có gì thì mình gắn vô đó, Thái sẽ gắn vô rồi Thái bật đèn lên cho anh em xem coi nó đẹp hay không ha. Đây, xong rồi nha mọi người, đơn giản thế này thôi. Nước thì nó có ba cái bụi cát đó, nên nó còn rất là đục. Đó, anh em xem này, Thái đưa sát lại này, hai cục đá lót nền, một khúc lũa để lên, đơn giản thôi mọi người. Cái gì đơn giản thì nói chung là nó ok ha. Tiếp theo Thái sẽ dùng một cái xô, một cái ca và một cái vợt. Thái tiến tới hồ cá công nghệ, Thái sẽ bắt đầu đưa những thành viên về với lại ngôi nhà mới ha. Đối với Thái là mới như một cái hồ cũ, nhưng mà mới mới đối với Thái là ok, tại mình mới setup mà, đúng không mọi người. Thái sẽ múc vài ca nước trong hồ, Thái đổ vô xô để Thái bắt hai con cá kép ra trước nha anh em. Hai con két này thật sự ra là rất là lâu đời rồi. Có một cái video Thái đi mua con két này ở ngoài đường Trường Chinh của một tiệm cá cảnh Sài Gòn, thì Thái làm video đó rằng 1 triệu người xem luôn nè. Đi bắt có con cá két về setup nuôi thôi đó là gần 1 triệu người xem luôn. Thái xin giới thiệu nè, không phải con cá két này nha, con cá két này là của bên shop cá của anh nào ở Bình Tân, hình như là Nguyễn Trung á. Con cá này là hình như là của anh Nguyễn Trung, Thái mua bên đó hay sao á. Đúng rồi, cũng lâu lắm anh em, cũng gần 8-9 tháng rồi, cả năm trời rồi. Lúc Thái nuôi nó có chút xíu xíu à, nó có 2 ngón tay à, mà bây giờ là nó hơn 5 ngón tay rồi nha mọi người. Thái bỏ vô đây trước đi, chút xíu hồi Thái đem ra sáng, Thái quay kỹ cho mọi người xem. Rồi, đây là con cá theo Thái cũng 1 năm trời nè, 1 năm hơn luôn rồi. Đó, nó một cái con cá này là nó đang mang đến cho Thái video 1 triệu view anh em, gần 1 triệu view nha, cũng 800-900 ngàn người xem. Đó, tiễn bé két này thôi anh em, nghe thú vị chưa, một cái kỷ niệm rất là không bao giờ phai đối với Thái luôn. Nó có tên là con két mặt cọp anh em. Cái mặt nó có vằn vằn đen đen á mọi người. Để chút hồi Thái quay sách vào và đây Thái quay cặn kẽ ha. Thì trong đây á, là có một bé huyết nữa, nhưng mà huyết lông á, thì mình không có vớt bằng vợt được, nên chút xíu hồi Thái chắc phải dùng bịch á, Thái vớt nó. Cái cảnh mà bắt con huyết chắc Thái không có quay video được đâu, tại vì bắt huyết phải bắt 2 tay anh em, một tay cầm điện thoại rồi đúng không. Rồi đây ha, 2 bé két này đó, gần 5 ngón tay rồi anh em. Nè bé két mặt cọp nè, bé két này á, mang cho Thái video 1 triệu view nè anh em. Có duyên với bé này, nó vẫn ở với Thái gần 1 năm rồi, rất là tuyệt vời nha. Rồi xách xô vô, thả vô ngôi nhà mới luôn mọi người. Ngôi nhà thì nước chưa trong, mới chạy lọc và nên khoảng chừng tới tối là nó trong lại là ok, tuyệt vời. Mà bây giờ sẵn làm video rồi, thôi bỏ vô cho mọi người xem luôn, coi coi nó như thế nào ha. Về với ngôi nhà mới thôi nào. Ok, một bé két đầu tiên cũng đỏ ao luôn anh em nhỉ. Mình dùng cái đèn Merin đỏ mình đánh vô thì mấy con cá cái màu nó thật lắm. Đấy, con thứ hai này à, về với ngôi nhà mới. Ngôi nhà bên kia rộng nhưng mà đông dân số quá. Qua ngôi nhà này tuy nó có 90 xăng cái hồ thôi, nhưng mà dân số thì chỉ có 3 mạng thôi anh em. Đó, Thái tính bỏ là 2 bé két này, 2 bé két rất là kỷ niệm lâu đời rồi, với lại một bé cá rồng huyết long đuôi càng. Bé cá rồng huyết long đuôi càng cũng là kỷ niệm vì là Thái nuôi đầu tiên của cá rồng luôn, cũng lâu lắm, cũng 1 năm mấy hơn rồi, nên nó cũng là kỷ niệm. Tuy cái hồ nhỏ này nhưng những con cá mang đến cho Thái nói chung là những cái kỷ niệm và những cái lượt xem thật là ok đó. Một lần nữa thì cảm ơn những cái thành viên này đi theo Thái ha. Rồi con cá huyết đuôi càng này á, thì Thái sẽ chắc Thái bỏ qua cái khúc bắt nha. Tại một tay Thái cầm điện thoại mà một tay Thái cầm cái bọc thì mình lùa nó vô khó lắm anh em. Thái phải dùng 2 tay nha, mất công lại nó hư vẫy, hư râu, hư càng hả, là xong luôn. Và bây giờ thì bắt xong rồi. Thái ngâm nó luôn rồi nè anh em, Thái cho nó ra luôn nha.
One, two, three. Ra thế nào? Ok. Tuyệt vời chưa? Bé cá này thì nói chung là nó chuẩn chuẩn để mình chơi thôi mọi người. Nó cũng không có xuất sắc lắm. Thì được cái là đuôi ok này, càng cũng hạ cũng cong ok. Đầu thì cũng muỗng ha, mặt thì cũng rất là sắc. Nói chung màu á, tầm xây này là xây gần 40 rồi. Màu sắc thì nói chung là cũng ở mức khá khá, được được anh em. Nhưng mà vui là được anh em. Mình nuôi, mình gắn liền với một cái con bét, một con cá của mình mà một thời gian nói chung là lâu lâu đi, khoảng 5, 2 năm gì đó, là anh em có rất là nhiều kỷ niệm đối với nó. Đó, kỷ niệm về chơi với nó, kỷ niệm về chăm nó, hay kỷ niệm về mình đi đón nó ở đâu này, mình nhìn nó mình cũng có thể nhớ được đó. Là ở đâu, đúng không mọi người? Mang đến cho mình nhiều cái phấn khởi, nhiều cái gì đó gọi là giảm stress trong cuộc sống khá là nhiều. Và mang lại cho Thái nhiều lượt xem đó, từ tất cả các bạn đã yêu thương Thái, đồng hành cùng Thái trong một thời gian dài, đúng không mọi người? Thôi, hôm nay thì Thái làm video nhanh gọn, đơn giản thế thôi. Thì Thái cũng đang bệnh với lại khan tiếng khá là nhiều đó. Nên hy vọng là anh em sẽ đón nhận cái video này một cách giải trí thật là tuyệt vời. Chúc tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng trong cuộc sống luôn. Còn bây giờ thì Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Yeah mọi người nha. Bản mặt Thái ốp rồi anh em. Bảo đảm anh em sẽ chọc Thái là bản mặt xuất hiện rồi, bản mặt anh đâu nè. Ok nha. Thái nói vui thôi, đùa dễ thương thôi nha mọi người. Chào mọi người nha.